Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là hai chiếc điện thoại Redmi K40. Hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể cài đặt được lại phông chữ cho thiết bị này. Thì thường những cái bạn mà Redmi K40 hay những cái dòng Xiaomi khác mà bạn nội địa tiếng Trung Quốc ấy, không phải là bạn quốc tế nhá, cái bạn mà nó sẽ sử dụng cái ROM nội địa thì cái phông chữ của nó sẽ hơi lỗi một chút. Cũng như là nó sẽ không có sẵn một số những cái tính năng. Đấy, thì các bạn sẽ cần phải sử dụng một số thao tác của thủ thuật để có thể cài đặt được và cũng như là sử dụng được. Ví dụ ở đây ở thiết bị bên phải của mình sử dụng một cái phông chữ mà tiếng Việt, các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ được mịn hoàn toàn và nó sẽ không có những cái phông chữ mà nó cao nó thấp khác nhau. Nhưng tuy nhiên thiết bị bên phải thì các bạn có nhìn thấy này, mặc định của nó sẽ là như thế này. Đấy, thiết bị các chữ nó sẽ bị bôi đen, bôi đậm hay là những cái chữ nó không được mịn, không được phẳng. Thì cái cách để các bạn có thể thay đổi phông chữ này thành sang phông chữ như cái máy bên phải của mình rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ vào cho mình phần cài đặt. Đây, cài đặt này. Đó. Trong phần cài đặt này thì các bạn sẽ kéo xuống và tìm cho mình cái mục, đó là mục hiển thị. Rồi, hiển thị. Đấy. Và trong mục hiển thị này thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái là cài đặt phông chữ. Đây. Đó. Thì các bạn thấy nhìn thấy phông chữ mặc định của cái máy nó sẽ làm phông chữ Misan. Còn bên này thì mình sẽ sử dụng cái phông chữ này. Đó. Đây, phông chữ Roboto như thế này là phông chữ mà nó sẽ Việt hóa được hoàn toàn, các cỡ chữ nó sẽ đều nhau và đẹp. Đấy, các bạn thấy nhìn thấy. Rồi, ở đây thì các bạn khi máy của bạn mới lúc đầu nó sẽ chưa có cái phông chữ Roboto như bên phải này đâu. Đấy, thì các bạn cần phải kéo sang bên phải cho mình cái dấu ba chấm như thế này. Đấy, các bạn kích vào để tải thêm. Đấy, phông chữ này nó sẽ hiển thị ra. Đó, và các bạn sẽ kích vào phần tìm kiếm. Các bạn gõ cho mình cái chữ này, Roboto. Đó, các bạn cần tìm kiếm. Rồi, thì đây nó sẽ là một cái phiên bản phông chữ miễn phí hoàn toàn. Các bạn không cần đăng nhập tài khoản gì hết, cũng như không cần phải yêu cầu gì để có thể tải về được. Chỉ cần gõ search tìm kiếm như vậy là bắt đầu tải được. Thì các bạn sẽ bấm vào chữ Roboto như thế này. Đó, ấn tải về ở đây. Ở đây thì mình đã tải rồi nên nó sẽ có chữ apply luôn. Đấy, các bạn ấn tải về. Sau khi tải về xong chỉ mất mấy giây thôi là đã được. Thì bạn sẽ ấn apply như thế này. Đó, đấy, trong khi báo là apply thành công. Rồi, bạn thoát ra. Đây, bạn thể nhìn thấy phông chữ nhá. Các bạn trở về này. Màn hình này, hiển thị này. Đó, cài đặt phông chữ này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó đã sẽ là Roboto rồi. Bên này cũng tự như thế. Bạn chỉnh được các kích cỡ như thế này. Đấy, mình sẽ để nhỏ chẳng hạn. Cái này để lớn hơn chẳng hạn. Ok. Đấy. Đó. Đấy, thì đấy là cái cách để các bạn có thể thay đổi phông chữ, cài đặt lại giúp cho một cái máy nó nhìn được đẹp hơn, chuẩn chỉnh hơn đối với những cái bạn mà đang chờ up lên quốc tế và up lại ROM nhé, chờ 7 ngày. Đó, thì các bạn có thể sử dụng cái cách này để dùng tạm. Rồi, trên đây là cái hướng dẫn nhanh của mình về cái phông chữ, các bạn thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm clip khác nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.